Xin chào tất cả các bạn. Thì thời gian qua thì kênh YouTube của Minh Dũng Bồ Câu, nghĩa là Nông dân làm giàu, nhận được rất nhiều những cuộc gọi của các bạn về để mua chim giống. Thì hôm nay mình có một chút thông tin này muốn gửi đến các bạn. Đó là phải mua số lượng nhiều, mà bất cứ ở đâu thì mình cũng có thể chuyển hàng được. Tại vì bên mình có, thứ nhất là xe ô tô thì có thể chuyển là từ Bắc vào Nam, nhưng mà phải số lượng nhiều mình mới chuyển được các bạn nhé. Tại vì cái thời gian qua là nhiều người chỉ mua có khoảng 1-2 cặp hoặc là 10 cặp thì mình không thể nào mình chuyển được cho các bạn. Tại vì cái chi phí chuyển cũng như là cái nhân công thì nó chuyển số lượng khoảng 3-4 cặp thì nó tốn cũng nhiều chi phí, nên mình không thể thực hiện được, mà các bạn thông cảm với cái việc này nhé. Và ở cái kênh của mình này thì mình cũng có, thứ nhất là số điện thoại mình cũng để cả trên này rồi, mà ai mà có nhu cầu thứ nhất là mua giống thì mình cũng có thể hỗ trợ để cung cấp thông tin các loại giống nào tốt nhất cho các bạn hiện nay. Và ngoài ra thì ở trên cái kênh YouTube của mình đó là Nông dân làm giàu này, các bạn có thể vào đây là để tham khảo những cái bí quyết về nuôi bồ câu. Tại vì trên này thì mình cũng đăng rất nhiều những cái clip, ví dụ như là so sánh hiệu quả giữa bồ câu Pháp và Titan Thái Siêu Thịt này, và lãi gần tỷ đồng một năm với trang trại bồ câu này. Thì nói chung là ở trên này mình có rất nhiều những cái sự so sánh về các loại nuôi bồ câu để cho các bạn có thể nắm. Thì nhìn chung là ở trên kênh YouTube của mình thì mình cũng để rất nhiều những cái thông tin để các bạn tham khảo. Thứ nhất là số điện thoại thì mình cũng ghi cả đây rồi, và địa chỉ thì mình cũng comment dưới này. Và nhiều bạn có comment là không biết là địa chỉ ở đâu, thì nhưng mà khi mà vào cái kênh YouTube của mình, vào cái chỗ giới thiệu thì mình cũng có để cái địa chỉ ở đây này. Và thứ nhất là các bạn hãy bấm vào đăng ký cái kênh của mình nhé, đăng ký để theo dõi những cái clip mà mình post lên đây. Và sắp tới thì mình cũng mở rộng thêm cái kênh YouTube này ở một số những cái nội dung khác về các loại con giống, thì các bạn cũng có thể đăng ký để có gì theo dõi. Và hôm nay thì mình ngoài ra thì mình cũng thành thật, nói chung là cũng xin lỗi các bạn vì thời gian qua là những cái comment hoặc những cái cuộc gọi của các bạn ấy mình không thể nào mình trả lời được, vì một số lý do đó là mình cũng bận đi giao hàng ở Côn Đảo cũng như là ở tỉnh thành phía Bắc. Thì nhiều khi là cái điện thoại của mình không liên lạc được, thì cái gì các bạn cũng thông cảm cho mình. Và đây này, hôm nay thì mình cũng nói luôn là cái giống bồ câu Titan Thái Siêu Thịt này đây. Các bạn có thể click vào đây rồi sẽ tìm hiểu về cái thông tin này. Nói chung là cái giống bồ câu Titan Thái Siêu Thịt này rất nhiều mọi người hỏi rất nhiều, nhưng mà mình xin khẳng định một điều, đó là cái giống Titan Thái Siêu Thịt này là mình nhập hoàn toàn bên Thái Lan về. Và hiện nay ở trên thị trường của Việt Nam mình là hầu như thị trường miền Bắc là không có cái giống Thái này. Tại vì cái giống Thái này có thể là ở ngoài miền Bắc có, nhưng mà mình xin khẳng định luôn đó là cái giống này nó chỉ có ở bên Trung Quốc nếu mà ở miền Bắc nhập. Nhưng mà cái chất lượng của nó cũng không đảm bảo được đâu các bác ạ. Và ở trại mình thì cái giống Titan Thái siêu thịt này thì mình nhập bên Thái về. Và anh em nào mà có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình. Ví dụ như là khi nào mà cái số lượng ít mình không thể chuyển được ấy, thì khi nào mà có dịp đi ngang qua cái địa phương đấy thì mình sẽ chuyển cho các bạn. Đây là cái kênh YouTube của mình nhé. Các bạn hãy đăng ký để có gì nhận thêm những cái thông tin bổ ích. Hôm nay mình cũng giới thiệu thêm này, mình cũng có một cái trang web đây các bạn. Cái trang web này là trại bồ câu Minh Dũng.com nhé. Thì đây là một cái trại bồ câu của mình. Thì trên này nói chung là cũng có rất nhiều những cái thông tin cụ thể về nuôi bồ câu thôi. Những cái bí quyết làm giàu này, cũng như làm sao để nuôi bồ câu chất lượng ấy. Trên này mình cũng để cái số điện thoại của mình ở cái góc bên trái cùng này luôn. Mọi người mà không có điều kiện online ấy, thì có thể gọi điện cho mình. Nếu mà không có điều kiện mà gọi cho mình thì có thể nhắn cho mình cái tin là mình sẽ gọi lại, để có gì có thể mình hỗ trợ các bạn đấy. Tại vì cái phương châm của mình là suy nghĩ quyết định hành động này, có hành động thì mới có thành công. Nói cách khác là dám nghĩ dám làm thì câu chuyện đổi đời vươn lên từ làng sẽ trở thành hiện thực. Thì mình Minh Dũng thì từ bàn tay trắng của mình ấy, thì mình đã thành công trong cái việc nuôi bồ câu. Và hiện nay thì người ta hay gọi mình là triệu phú bồ câu hay là vua bồ câu Nam Bộ. Và nói chung là kết nối với mình để có thể chúng ta cùng có thể làm giàu với nhau, hợp tác với nhau. Ở trên web của mình thì có cũng đầy đủ thông tin đây. Các bạn nào muốn tham khảo thì cũng dễ thôi. Thứ nhất là bồ câu Titan Thái Siêu Thịt này. Trên này thì mình cũng thứ nhất mình sắp xếp nó trên đầu luôn, tại vì đây là một cái loại ưa chuộng hiện nay. Chim giống thì 400.000 một cặp. Đây mình nói luôn là cái loại chim này á, thì trên 5 tháng rồi. Bởi vì là giống á, nên khi bắt về là nó sẽ đẻ luôn. Và từ 3 đến 5 lạng á, thì khoảng 3 đến 5 lạng thì hiện nay cái giá này mình chưa cập nhật. Nếu mà một cặp thì ở trại mình tầm khoảng 250 đến 300.000. Đấy. Mà nhiều bạn nói với mình là không có tiền mua chim giống, thì liệu rằng có nuôi được cái loại mà bồ câu ra ràng mà mình nuôi lớn để thành giống hay không? Thì mình cũng xin nói luôn đó là mình cái loại này mình không thể nào làm giống được nhé. Tại vì một cái con mà khi sinh trưởng thì không phải con nào người ta cũng bắt làm giống được các bạn. Nên khi mà các bạn theo mình nghĩ là bỏ một số tiền mua, thì theo mình nghĩ là mua luôn cái loại bồ câu chim giống này này thì mình sẽ chất lượng hơn. Tại vì mua về là nó sẽ đẻ luôn. Nếu có bà con nào mà thích nuôi mà mình chưa có điều kiện kinh tế lắm thì mình sẽ giảm giá cho chim giống khi mà mua chim giống, hoặc là chưa có đầu ra. Tại vì mình hiểu là bà con nuôi là những cái đầu ra ban đầu thường rất là khó, nên mình cũng hỗ trợ luôn đầu ra. Thời kỳ đầu khó khăn thì mình hỗ trợ đầu ra luôn. Này, cái giống thứ hai là bồ câu Pháp Thuần. Cái giống bồ câu này là ở Việt Nam mình là hồi xưa rất là ưa chuộng, tại vì lúc đó chưa có giống Thái. Thì nói chung là cái giống này bây giờ cũng vẫn có nhiều người nuôi, tại vì có những cái địa phương họ thích hợp nuôi cái loại chim này ấy, thì bây giờ người ta vẫn nuôi nhiều. Thì ở cái giống này là cái giống cũng năng suất. Và chim giống của mình là nó cũng bây giờ nó cũng dao động từ 350 đến 400.000 một cặp thôi. Đấy, về đẻ thì nó đẻ với cái cân nặng của nó thì thua bồ câu Titan Thái Siêu Thịt. Nhưng mà nhiều người vẫn là ưa chuộng, tại vì nó nuôi quen rồi. Thay đổi nhiều khi những người nông dân của mình ấy, thay đổi một cái gì đó nó cũng rất là khó, nên nhiều người vẫn chọn cái loại bồ câu Pháp Thuần này về nuôi nhá. Và có thể nói là trong các loại giống bồ câu thì cái loại bồ câu tiếp theo đây là cái cân nặng của nó là nặng nhất. Đó là bồ câu Gà Mỹ. Cái loại bồ câu này thì cân nặng của nó, con đực thì dao động, khi mà con giống thì dao động trên 1 kg hoặc là khoảng 1 kg thôi. Còn con mái của nó thì khoảng 6 đến 7 lạng nằm ở con giống. Tại vì cái loại bồ câu Gà Mỹ này thì trên thị trường thì cái giá của nó khá là mắc, là 600.000 một cặp. Cái giá 600 ở đây ở trại của mình đó là rẻ hơn so với những cái trại khác. Còn cái loại giống mà ai mà muốn kinh doanh chuyên bồ câu thì lựa chọn hai cái loại giống, đó là bồ câu Pháp Thuần và Titan Thái Siêu Thịt. Và hiện nay chủ yếu là người ta sẽ nuôi bồ câu Titan Thái Siêu Thịt. Và mình nói thẳng luôn, ở thị trường bây giờ đó là hầu như không có giống Thái, và chỉ có trại mình là cung cấp giống Thái chất lượng thôi. Nên các bạn cứ tìm hiểu nhé. Tại vì trên website của mình thì mình cũng để sẵn kênh YouTube của mình đây luôn. Nên bà con mà muốn cập nhật thì cứ lên kênh YouTube xem hình ảnh cho nó thực tế, để có gì mình dễ tưởng tượng hơn. Ở trên này mình cũng viết khá là nhiều thông tin. Thì trông thì nó cũng không khác gì một trang báo cả, tại vì thông tin rất là nhiều. Thì bà con nào mà muốn nuôi thì cũng có thể lên đây đọc thông tin. như kiểu là cách nuôi bồ câu làm chuồng này, cách phân biệt này. Đấy. Thì nó cũng tương đối là dễ dàng thôi. Đấy, đây là trang web của mình, bên trái có số điện thoại. Và con nào mà muốn gọi thì có thể gọi ngay cho mình. Mình sẽ trao đổi xem cái mình sẽ truyền đạt thêm kinh nghiệm cũng như những cái phương pháp nuôi để cho dễ dàng. Và trong này cũng như mình đã nói thì nó tương tự như một trang báo, thì ở trên này thì mình có để rất là nhiều những cái thông tin này. Thông tin đây là hoàn toàn là mình viết là để cho bà con cập nhật. Và bên khung phải thì là một cái kênh fanpage của mình, đó là kênh Facebook Nông Dân Làm Giàu luôn. Các bạn có thể vô đây like và để những cái tìm bài gì của mình nhé. Hiện khi mà mình đăng ký like thì khi mà mình viết bài mới thì nó sẽ hiện lên Facebook của bạn, thì bạn có thể theo dõi, cũng như là liên kết YouTube ở đây, Facebook của mình ở đây. Đấy, những cái giống này là những cái bài viết của mình chia sẻ từ kinh nghiệm hơn 20 năm nuôi bồ câu của mình ở trên này. Nói chung là nó cũng khá là sát so với những bà con mà muốn nuôi bồ câu. Đây là mình quay lại kênh YouTube nhé, thì mình trao đổi thêm. Cái kênh YouTube này mình lập ra nhằm một mục đích chính, đó là để bà con tiếp cận hơn với những hình ảnh thực tế nuôi bồ câu như thế nào, chim như thế nào, trại của mình như thế nào. Tại vì trên thị trường hiện nay có rất nhiều những cái địa điểm mà thực tế là cái giống của nó không đạt tiêu chuẩn lắm, thì mình làm thì post lên trên mạng như vậy cũng không đảm bảo, nên mà mình nhằm mục đích là mình để cho bà con tưởng tượng dễ hơn, để tránh bị lừa thôi. Tại vì trên này, hình ảnh trên này cũng khá là sát sườn so với hình ảnh thực tế. Nó cũng không khác gì đâu. Chim như thế nào thì lên hình ảnh chắc chắn 100% như vậy. Đấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Và sau đây thì mình cũng gửi đến các bạn một số những cái hình ảnh ở trang trại của mình nhé, để có gì các bạn dễ tưởng tượng cũng như là quan sát dễ hơn so với khi mà mình xem hình ảnh thì nó cũng khó tưởng tượng. Và đây mình làm cái video này thì các bạn dễ tưởng tượng hơn. Ngay sau đây thì mình sẽ clip ngay sau đây thì các bạn sẽ theo dõi nhé. Quá dài mà. Mình biết này.